Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết với tựa đề Có một đất nước Việt Nam Cộng Hòa hay không? Bài viết này được viết bởi một người hiện đang sinh sống tại Sài Gòn. Ông là người đã từng sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa và tính đến nay đã 46 năm dưới chế độ mới, chế độ Cộng sản Việt Nam. Mỗi năm cứ đến tháng 4 là trong lòng hàng triệu con người miền Nam lại dậy sóng với đủ thứ nổi niềm Thôi thì những người mẹ lại khóc nhớ những đứa con 46 năm nay chưa một lần quay lại. Rồi những người con đau đáu nhớ về cha anh của mình đã vùi nắm xương tàn đau đó trên con đường rút chạy về phương Nam. Rồi thì cha mẹ lạc mất con cái. Rồi thì nhớ về những người đã bỏ xác trong lòng biển cả trên con đường tiếp tục trốn chạy cộng sản. Những người đã từng dắt díu gồng gánh nhau lên tàu há mồm năm 54 thì chắc lưỡi nói thầm đã chạy tới cùng trời cuối đất rồi vậy mà cũng không thoát được. Báo chí và truyền hình Việt Nam thì 46 năm nay chưa một phút nào thôi rủa xả kẻ thua trận. Nào là ba que là đu cạc, nào là ngụy là phản động. Mặc dù ngoài miệng họ thì luôn nói đến hòa giải, xóa bỏ hận thù. Mỗi năm một lần họ lại sát muối lên vết thương chưa bao giờ khép miệng của người dân miền Nam phải làm cho rỉ máu, phải làm cho không bao giờ ngôi ngoai thì họ mới hả dạ. Những con người miền Nam có đôi chút suy tư hầu như đều cắn rứt với một câu hỏi. Tại sao chúng ta lại đến nông nổi này? Nếu đã từng sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nhất là vào những năm trước năm 1960, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ quên những hình ảnh về một đất nước nhỏ bé mà vĩ đại và bao dung. Một quốc gia còn nghèo vì mới thoát ra khỏi kiếp đô hộ nhưng đã phát triển và có lúc được xem như là văn minh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Một miền Nam tươi đẹp, hiền lành nhưng dũng cảm đã dám đứng lên chống đến cùng kẻ thù thuộc loại tàn bạo và quỷ quyệt nhất trong lịch sử nhân loại. Mặc cho kẻ đứng đầu đã dương cờ trắng đầu hàng, vẫn có những vị tướng đã tự bắn vào đầu, vào tim mình để tủng tiết cùng với đất nước mà họ đã bảo vệ đến phút chót. Có người sẽ cười khẩy khi tôi nói như vậy. Dũng cảm gì các anh, một bọn con rối của Mỹ là tấm khiêng của chủ nghĩa tư bản là tập hợp những kẻ thua trận sau cuộc chiến tranh 9 năm từ năm 45 đến năm 54. Nhiều người đã dễ dàng tin như thế rằng miền Nam vốn chỉ là một đám cựu lính thua trận của Pháp được Mỹ Hà hơi tiếp sức dựng lên. Rằng Việt Nam Cộng hòa chỉ là con rối của phe tư bản vân vân. Thế còn người dân miền Nam thì ở đâu? Họ có phải là những bóng ma vô hình không? Một nửa đất nước đã đổ xương máu có phải là một cuộc thiêu thân vô nghĩa không? Những người cộng sản lúc nào cũng rêu rao rằng chúng chỉ tiêu diệt những kẻ phản bội tổ quốc tàn dư của thực dân Pháp, tay sai của đế quốc Mỹ. Nhiều người dân Việt Nam hiện nay, nhất là giới trẻ, vốn đã bị nền giáo dục vừa lạc hậu vừa phản quốc của Cộng sản đầu độc, đã dần cảm thấy hoang mang, mờ mịt. Nghe mãi lời dối trá rồi thì sẽ có lúc tin nó là sự thật. Chưa bao giờ cần thiết bằng lúc này, chúng ta phải cùng nhau xác quyết vị trí của chính thể Việt Nam Cộng Hòa trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Hãy cùng nhau điểm lại những cột mốc quan trọng từ trước năm 1945 để tìm ra câu trả lời đúng nhất. Năm 1802, vua Gia Long thống nhất đất nước và lên ngôi hoàng đế, chấm dứt gần 200 năm chia cắt, chia rẽ và loạn lạc từ cái thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Cho dù sau này người ta bàn luận đủ kiểu về công và tội của vua Gia Long như chính ông đã mở đường cho người Pháp chiếm Việt Nam hay câu kết với Simla và nhà Thanh trong quá trình phục quốc. Nhưng vai trò của nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam là không thể chối cãi. Nhờ có vua Gia Long, đất nước đã thống nhất. Đến đời vua Minh Mạng kế tiếp, Việt Nam đã trở thành một cường quốc trong khu vực thời đó, với biên giới mở rộng hơn như hiện nay, được các nước lân bang nể sợ. Thế sự xoay vần, chỉ 60 năm sau, từ khi vua tự đức của Vương Triều Nguyễn ký kết hòa ước nhâm tuất năm 1862 và sau đó là hiệp ước Paternot năm 1884 thì người Pháp chính thức đô hộ Việt Nam. Trong các hiệp ước đó, người Pháp vẫn chấp nhận sự tồn tại của Vương Triều Nguyễn và trở thành người bảo hộ cho Vương Triều này. Mặc dù nhiều vị vua như vua Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân đã nỗ lực chiến đấu giành lại chủ quyền thực sự và đã thất bại, nhưng không vì thế mà người Pháp đã phế bỏ Vương Triều Nguyễn phải chú ý đến điểm này để thấy rằng về mặt chính thức, nhà Nguyễn vẫn là chính quyền hợp pháp của Việt Nam cho đến tận năm 1954, tuy rằng họ bị người Pháp khống chế trên thực tế. Đến năm 1945, người Pháp bị Nhật hất cản ra khỏi Đông Dương và họ chỉ quay lại sau khi Nhật đã đầu hàng Mỹ, kết thúc đệ nhị thế chiến. Trong suốt những năm tháng chiếm đóng Việt Nam, người Nhật cũng duy trì chính quyền của nhà Nguyễn dưới danh nghĩa là đế quốc Việt Nam trong thực tế là họ chỉ chiếm quyền bảo hộ của người pháp chứ không đụng chạm gì đến triều đình việt nam khi nhật thua trận họ đã giao lại quyền bảo hộ mà họ đang nắm giữ cho vương triều nguyễn lúc đó là vua bảo đại vị vua trẻ tuổi và được đào tạo trong môi trường tự do dân chủ này đã nhanh chóng nắm lấy cơ hội ông đã theo kiểu nước anh cử ra một vị thủ tướng là trần trọng kim để thành lập chính phủ theo chúng ta đã biết thì vào tháng 8 năm 1945, vua Bảo Đại đã gửi thư cho các phe đồng minh yêu cầu công nhận Việt Nam độc lập, nhưng các nước này đã không trả lời vì chủ trương của phe thắng trận là không công nhận các chính quyền do người Nhật thành lập ở những nước mà họ chiếm đóng. Đây chính là sai lầm chủ chốt của lịch sử đã khiến phe Việt Minh nhìn thấy cơ hội cho họ. Chính phủ Trần Trọng Kim hoạt động rất hữu hiệu nhưng không có quân đội nên dễ dàng bị lấn át và cái gọi là cách mạng tháng 8 diễn ra như thế nào thì mọi người đã rõ. Điều trớ trêu là sau buổi đọc tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 của chính phủ Việt Minh do Hồ Chí Minh đứng đầu, vẫn không có quốc gia nào, kể cả Nga, nước cộng sản duy nhất trên thế giới thời đó, không công nhận Lẽ ra nếu thực tâm muốn giành độc lập cho đất nước thì những con người giật dây của cách mạng tháng 8 đó phải hợp tác với chính quyền non trẻ của Trần Trọng Kim, thực chất là chính quyền của Vương Triều Nguyễn kế thừa từ gần 200 năm trước. Chính quyền Việt Nam độc lập do Thủ tướng Trần Trọng Kim điều hành thật sự chỉ tồn tại chưa đầy 6 tháng, từ tháng 3 cho đến tháng 8 năm 1945, nhưng đã để lại một di sản to lớn. Đất nước lại thống nhất về một mối, bộ máy chính quyền hoạt động khá hữu hiệu, chương trình giáo dục hoàn toàn bằng tiếng Việt trở thành nền tảng cho cả hai miền Nam Bắc sau này. Người Pháp quay lại dưới danh nghĩa phe đồng minh thắng trận để nhị thế chiến, nhưng rất tiếc lúc đó vương triều nhà Nguyễn không còn tồn tại nữa, những người cộng sản núp dưới danh nghĩa Việt Minh đã đứng ra giành lấy quyền thương thuyết với người Pháp nước pháp vừa trải qua trận đại chiến còn ngổn ngang trăm chuyện ở đông dương thì chỉ toàn các tướng lãnh võ biền hữu dũng vô mưu họ đã cắn câu quả lừa và thương thuyết với cái chính phủ cộng sản trá hình vừa mới đảo chính kia lẽ ra họ phải tìm và nói chuyện với vương triều nhà nguyễn đại diện chính thống và hợp pháp duy nhất của việt nam lúc đó tất nhiên người cộng sản chẳng mong muốn và cũng chẳng cần việt nam độc lập mà chỉ câu giờ để tiêu diệt các lực lượng khác như việt nam quốc dân đảng vụ án số 7 Ung Như Hầu Hà Nội hay đảng Đại Việt, vụ án 132 Savigno Hà Nội, rút đảng Cộng sản vào hoạt động bí mật, xây dựng lực lượng riêng, hòng chiếm chính quyền một mình. Mãi đến năm 1948, người Pháp mới hiểu ra vấn đề, đưa vua Bảo Đại trở lại với một cái tên khá hàm hồ, quốc trưởng của quốc gia Việt Nam. Nhưng nói gì thì nói, cho dù với tên gọi là gì thì cho đến lúc đó vương triều Nguyễn vẫn là đại diện cho chủ quyền Việt Nam mà mọi phe phái phải công nhận. Nhà Nguyễn đã xác lập một quốc gia Việt Nam độc lập, ngay trong giai đoạn bị áp chế đô hộ, họ vẫn chiến đấu chứ chưa bao giờ bỏ cuộc với các vị vua đã đi vào lịch sử như Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân và ngay cả Bảo Đại là người thường bị chê là ham chơi, hưởng thụ cá nhân cũng đã đứng ra nhận nhiệm vụ với đất nước khi cần thiết ít nhất hai lần ông đã làm như thế. Một lần là vào tháng 3 năm 1945 với danh nghĩa là hoàng đế của đế quốc Việt Nam. Và lần thứ hai là vào tháng 6 năm 1949 với danh nghĩa quốc trưởng quốc gia Việt Nam. Trong tài liệu của nhà nước Cộng sản Việt Nam, để lấp liếm cái tội đảo chính của mình, tím quyền, họ đã nói về việc thành lập quốc gia Việt Nam rằng đây là một vụ ly khai của cựu hoàng Bảo Đại khỏi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chúng ta đừng quên rằng khi buộc phải thoái vị, vua Bảo Đại đã phải miễn cưỡng nhận vai trò cố vấn cho nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nếu không nhận thì chúng thịt chứ chẳng chơi. Nhưng khi có dịp đi công du nước ngoài, ông đã trốn ở lại Hồng Kông, chờ đợi thời cơ. Người Pháp thua trận Điện Biên Phủ vào năm 1954 và buộc phải trao một nửa nước Việt Nam tức phía Bắc cho phía Cộng sản. Họ rút toàn bộ lực lượng về phía Nam vĩ tuyến 17, vốn là vùng lãnh thổ của quốc gia Việt Nam. Dưới áp lực của Mỹ sau đó và cũng là trào lưu của thế giới hậu đệ nhị thế chiến, Pháp đã trao trả độc lập cho quốc gia Việt Nam năm 1952. Đến lúc này, vua Bảo Đại đã có toàn quyền hành động. Và như chúng ta đã biết, sau nhiều lần thay người vì không phù hợp, cuối cùng vua Bảo Đại đã chọn Ngô Đình Diệm để giao phó trọng trách điều hành đất nước. Việt Nam đã thật sự độc lập, không mất một giọt máu. Những người không theo chủ nghĩa cộng sản như Việt Nam Quốc dân đảng, Đại Việt và các giáo phái như Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Thiên Chúa Giáo v.v. cuối cùng đã tìm thấy một mảnh đất cho mình. Cùng với họ, gần một triệu đồng bào miền Bắc, những người đã quá sợ hãi Cộng sản qua những cuộc đấu tố cải cách ruộng đất đẫm máu, họ đã di cư vào Nam. Những con người này đã chọn đi về phía tự do, chọn đứng dưới bóng mặt trời nhân ái. Họ đã cùng nhau quy tụ dưới lá cờ vàng của một đất nước thừa kế của một vương triều chính nghĩa và hùng mạnh từ hơn 200 năm trước. Và như thế, Việt Nam Cộng Hòa đã ra đời. Người ta có thể kết án Tổng thống Ngô Đình Diệm vì đã truất phế vua Bảo Đại thông qua cuộc trưng cầu dân ý năm 1954. Nhưng dù sao, đó cũng là xu thế tất yếu. Tôi tin rằng sau Hiệp định Geneva năm 1954, vai trò của vị hoàng đế cuối cùng này đã chấm dứt. Xu thế dân chủ của thế giới tự do do nước Mỹ khởi xướng, Việt Nam không thể nào cưỡng lại. Người Cộng sản thường nói cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 đến năm 1954 là công trạng riêng của họ. Thực sự họ đã lừa dối người dân, lôi kéo cả dân tộc vào một cuộc chiến mà lẽ ra đã hoàn toàn có thể tránh được, chỉ để phục vụ cho một thứ chủ nghĩa viễn vong phi thực tế và tàn bạo nhất. Cuộc chiến này sau đó nối tiếp bằng 20 năm chiến tranh ở miền Nam đã làm tan nát đất nước, đạo đức suy thoái, chia rẽ Bắc Nam, không biết đến bao giờ mới hàn gắn được lại sắp đến kỷ niệm 30 tháng 4, người miền Nam lại sắp phải bịt tài nhắm mắt trước những trò tuyên truyền chia rẽ, khơi dậy thủ án, bịp bợm nhố nhăn của chính quyền Cộng sản. Hãy bịt tài, hãy nhắm mắt, nhưng hãy tự hào vì chúng ta đã từng có một chế độ Việt Nam Cộng Hòa, một chế độ tuy vẫn còn vướng đôi ba hạt sạn nhưng đã từng là chế độ tốt đẹp và nhân bản nhất trong suốt chiều dài 4.000 năm lịch sử của đất nước người tốt có thể thua kẻ xấu nhưng chỉ là nhất thời thôi hãy tin tưởng vì tinh thần việt nam cộng hòa sẽ sống mãi